Hello xin chào, mình là Hùng Đoàn đây. Vừa xin được ít cá hồng đào, nên lại làm video cho các bạn xem. Đầu tiên lấy cái bể cá mới nhặt được và lót ít mút lọc xuống cho thoáng nền. Giải một lớp sạn suối xuống đáy để bố cục được tự nhiên. Và che miếng mút lọc, sau đó giải đều hết toàn bộ bể. Giải một lớp mỏng từ 1 đến 2 cm, tạo bố cục phía bên phải cao hơn bên trái. Các bạn nên rửa sạn suối trước khi cho vào bể. Trong video này mình dùng đá cuội để set úp. Các bạn có thể tham khảo một số mẫu trên mạng hoặc xếp sao thấy thuận mắt là được. Vì đây là một bể nuôi cá nên cần có không gian rộng để cá bơi lội. Chỉ cần cho vài viên xương xương, không lớn quá là ổn. Xếp xong đá cuội lớn, giờ thêm ít đá cuội nhỏ. Nhìn bố cục cho tự nhiên hơn. Theo ngôn ngữ chuyên ngành được gọi là layout. Mình nói bố cục cho dễ hiểu nên đừng bắt bẻ nhé, không mình lại mèo méo meo mèo meo mèo mèo cho mấy cái. Xếp đá cuội xong thì giải thêm ít sạn suối, vào các kẽ, để tạo độ chắc chắn. Và bố cục được tự nhiên hơn. Tiếp theo dùng ít lũa linh sam cho vào bể để tạo phong cách biotop. Biotop là phong cách thủy sinh hướng đến việc tái tạo sinh cảnh. Ở phong cách này chúng ta hướng đến sự tự nhiên và mô tả lại một hệ sinh tái dưới nước ở một vùng địa lý xác định. Phong cách này hướng đến việc tạo một bể thủy sinh hướng đến sự tự nhiên, mô phỏng lại hệ sinh thái của một vùng có thể xác định được. Mình vừa tra Google đó hi hi. hi. Tiếp theo là phải dùng tới keo dán chuyên dụng cho thủy sinh, nên mình phải làm ướt bề mặt trước, dùng keo để cố định lũa cho bố cục. Tiếp theo là thêm một ít rễ cây khô để bố cục nhìn được tự nhiên hơn. Rễ cây cũng được dùng keo để cố định. Bể này dùng chưa hết một lọ keo nha quý vị. Hôm nay Hùng Đoàn sẽ bóc hết các mánh trong thủy sinh, nên quý vị nhớ bấm đăng ký nhé. Rán cây cũng dùng keo dán cây chuyên dụng của thủy sinh. Đây không phải là keo 502 nên các bạn đừng nhầm lẫn nhé. Loại cây mình sử dụng trong video là dương sỉ châu phi. Một loại cây rất phù hợp cho các bố cục tự nhiên. Cuối cùng là cho nước vào. Vì mình quên rửa sạn suối nên sẽ thay nước hai lần. Đây là kết quả sau khi thấy nước. Một bể nuôi cá thì lọc chính là trái tim của cả bể. Lọc rất quan trọng, giúp nước trong bể được lưu thông, là nơi chứa các loại vi sinh, giúp phân hủy phân, mùn trong nước. Đây là thành quả sau 72 tiếng chạy lọc. Các bạn nhớ châm thêm vi sinh để quá trình lọc diễn ra nhanh hơn. 3 ngày sau khi nước đã ổn định, mình bắt đầu thả cá. Đây là cá hồng đào, loại cá này hay được Trung Quốc nhuộm màu xanh đỏ thường bán ngoài tiệm cá cảnh. Cá trong video là đã được nuôi đẻ tại Việt Nam nên sẽ không còn màu nhuộm. Bạn nào biết tên chính xác hãy comment bên dưới giúp mình với nhé. Sau khi để khoảng 15 phút cho cá quen với môi trường, mình bắt đầu thả cá vào bể. Đây là một loại cá rất dễ nuôi, dễ đẻ, không kén thức ăn. Các bạn có thể cho ăn các loại cám cá, cá có bán ngoài tiệm. Ánh sáng trong bể, các bạn có thể dùng đèn LED bình thường, hoặc các loại đèn dọi chuyên cho biotope thì nhìn bể sẽ đẹp hơn. Video đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thắc mắc gì hãy comment bên dưới nhé. Và đừng quên ghé YouTube Hùng Đoàn Office show để xem bản full xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo